Rồi, xin chào mọi người nha. Chào mừng mọi người quay lại với Việt Lao TV. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người xây dựng hệ thống ảo hóa trên nền Windows Hyper-V 2016 ha. Thì trong loạt bài Hyper-V này á, thì mình sẽ hướng dẫn mọi người thứ nhất là chúng ta xây dựng hệ thống mạng cho doanh nghiệp sử dụng Hyper-V. Cái mục đích thứ hai là chúng ta sử dụng Hyper-V để làm những bài lắp về Windows Server ha, chẳng hạn như MCSA, MCSI. Rồi, giới thiệu sơ về công nghệ ảo hóa cho mọi người ha. Thì công nghệ ảo hóa thì nó ra đời rất là lâu rồi, khoảng hơn 10 năm về trước rồi. Thì tiên phong đó là của hãng Citrix ha. Công nghệ ảo hóa của hãng Citrix. Rồi sau đó là đến VMware và là Microsoft. Bây giờ sau này là một số hãng sử dụng mã nguồn mở. Thì Citrix thì nó có sản phẩm là dòng Zen Server. VMware thì nó có sản phẩm là VMware Wefier. Còn Microsoft thì là Hyper-V. Thì trước Hyper-V đó là Microsoft nó có là Virtual Server. Xong đến hai Windows Server 2008 là tích hợp Hyper-V rồi. Thì giờ phát triển đến Windows Server 2012 và hiện tại là 2016. Thì cũng sắp sửa là có Windows Server 2019 rồi. Thì tại sao chúng ta phải xây dựng hệ thống ảo hóa cho server? Thứ nhất là về tiết kiệm chi phí. Chúng ta chỉ cần đầu tư ít server lại và sau đó chúng ta sẽ chạy ảo hóa cho nó, hay là tiết kiệm không gian và tiết kiệm năng lượng. Cái thứ ba nó là dễ dàng quản lý cũng như bảo trì. Rồi thì ở đây là cái máy của mình vừa cài xong Windows Server 2016. Thì ảo hóa thì nó có hai khái niệm ha mọi người. Máy máy thật á, thì người ta thường gọi là host, rồi máy ảo thì gọi là VM. Thì ở đây thì mình sẽ không dùng từ là máy thật hay máy ảo gì hết, mà mình dùng từ host và VM ha. Thì đây là cái host của chúng ta. Đây mình xem cấu hình của nó ha. Rồi, thì ở đây là mình đang sử dụng phiên bản là Windows Server 2016 Data Center. Mình đang sử dụng con CPU là Core i3 thôi. RAM của mình là 16 GB. Phiên bản Windows mình là 64 bit ha. Rồi, cái host của mình tên là Vietlao01. Thì để cài được ảo hóa thì chúng ta nhớ bật cái tính năng Virtualization Enable trong mainboard ha. Rồi giờ chúng ta sẽ tiến hành xây dựng hệ thống ảo hóa Hyper-V ha. Giờ mình sẽ cài cái ROM Hyper-V. Rồi, giờ chúng ta chọn vô Server Manager. Rồi trước tiên chúng ta xem lại cái IP của nó ha. Rồi
Đây là cái IP của hệ thống mạng LAN của mình đang sử dụng là 192.168.254.200. Default gateway là 251. Rồi DNS server. Rồi ok. Rồi mình sẽ vào server manager. Rồi chúng ta chọn add-on và feature ha. Before you begin net tới. Rồi chúng ta để mặc định chọn run space ha, net. Rồi cái host chúng ta là vCloud 01. À, trong hệ thống của mình thì nó rất nhiều cái host ha. Mình đang demo thì mình lấy cái host 01. Rồi chúng ta chọn net. Đây chúng ta thấy có cái run là Hyper-V, chúng ta check vô. Rồi cài feature luôn, chọn add feature. Rồi, chúng ta chọn net. Mặc định net. Rồi, chọn net tới luôn. Ở đây nó kêu mình tạo switch ảo. Một ngày mình bỏ qua đi. Một lát vô trong mình hướng dẫn mọi người chi tiết hơn. Ta không chọn nha, chọn net. Rồi, net tới luôn. Ở đây là đường dẫn mặc định để lưu máy ảo ha. Rồi chút chúng ta sẽ chỉnh sửa sao cũng được. Rồi chúng ta chọn net. Rồi install. Sau khi cài xong thì Windows Server sẽ tự động khởi động lại để nó cập nhật thêm một số cái feature của nó ha. Rồi cái này thì cài khoảng chừng chưa được 5 phút đâu mọi người. Rồi nó báo chúng ta khởi động lại ha. Rồi
Sau khi chúng ta khởi động lại máy ha, thì chúng ta vào Windows Administrative Tool, chúng ta chọn Hyper-V Manager. Thì ở đây là giao diện cái quản lý Hyper-V. Mình xin lưu ý mọi người một chút ha. Để sử dụng được Hyper-V cho nó nhanh á, thì tối thiểu chúng ta cũng phải là CPU Core i3 trở lên ha. Nếu mà được i7 thì càng tốt. RAM thì phải tối thiểu là 16GB. Ổ cứng thì chúng ta nên sử dụng SSD. Còn HDD thì nó chạy rất là chậm. Rồi, tiếp tục ha. Thì trước tiên là chúng ta xem cái interface của chúng ta coi. Thì đây chúng ta hiện tại chỉ có một card mạng vật lý thôi. Rồi, đó là card Retex. Rồi, giờ chúng ta sẽ tiến hành tạo xây dựng màn ảo ha. Rồi, chúng ta phải chọn Virtual Switch Manager. Thì đây nó sẽ có 3 loại card mạng: card external, internal và private. Chúng ta hiểu đơn giản là card external là card mạng thông với lại cái card mạng vật lý. Coi như là nó kết nối trực tiếp với card mạng vật lý của chúng ta. Cụ thể ở đây là cái card Retex nè. Đó, nó sẽ kết nối trực tiếp. Ví dụ như cái card Retex chúng ta đang kết nối với lại router ra internet, thì máy ảo mà nếu mà chọn external á, thì nó cũng sẽ kết nối trực tiếp với router và ra internet. Rồi, card thứ hai là internal. Thì cái card này chủ yếu chúng ta sử dụng trong làm lab thôi. Nghĩa là card này là cho phép máy thật giao tiếp với lại máy ảo. Còn card private là chỉ có máy ảo giao tiếp được với máy ảo thôi, không giao tiếp được với máy thật, thì sẽ không giao tiếp được ở bên ngoài ha. Này, private là chỉ có ảo giao tiếp với ảo thôi. Internal thì là ảo giao tiếp được với máy thật. Còn external là giao tiếp trực tiếp với các mạng vật lý ha. Thì trong thực tế thì chúng ta xài cái external này nhiều. Rồi, chúng ta sẽ chọn external ha. Thì lớp mạng của chúng ta đang hiện tại là 192.168.254 ha. Rồi, ok. Thì chúng ta tạo external thì cùng lớp mạng. Rồi, chúng ta tạo virtual switch. Rồi, chúng ta đặt tên cho nó ha, LAN. Chúng ta có thể đặt thêm cái dãy net ID cho chúng ta dễ phân biệt. Rồi, kết nối trực tiếp với cái mạng vật lý. Rồi, chọn ok. Rồi, chọn Yes. Chúng ta kiểm tra, chúng ta thấy sẽ có một cái card LAN. Chúng ta đặt tên là LAN 192.168.24.0 ha. Rồi là V Ethernet. Đó, đây chính là card chúng ta mới vừa tạo đó. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ chọn một Hyper-V setting. Đây chúng ta sẽ cấu hình cái đường dẫn mặc định khi mà chúng ta tạo máy ảo ha, cũng như là tạo ổ cứng ảo. Rồi, chúng ta sẽ chọn ở đây máy mình có
ba ổ, mình chọn ổ e ha, ổ lắp. Rồi chúng ta chọn lắp. Select folder. Rồi tương tự cho ổ cứng vật lý, ổ cứng ảo. Rồi chúng ta chọn lắp luôn. Select folder. Rồi còn mấy cái tính năng còn lại thì mình sẽ hướng dẫn mọi người sau ha. Đây có một user nè. Đây là những cái phím mà chức năng để tương tác. Rồi cái này không quan trọng. Giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người sau khi mình tạo máy ảo á. Rồi giờ chúng ta đã ok. Tục hả mọi người? Rồi giờ chúng ta sẽ tiến hành tạo máy ảo đầu tiên ha. Thì đầu tiên thì mình sẽ cài Windows 2016 server. Rồi phải chuột chọn New Virtual Machine. Rồi chọn Net. Rồi chúng ta đặt tên Windows Server 2016. Rồi đường dẫn mặc định là lưu ổ e ha, lab. Rồi net. Thì ở đây máy ảo thì nó có hai dạng, một cái là generation 1 và generation 2, mình gọi là gen 1 gen 2 đó. Thì gen 1 thì nó vẫn còn hỗ trợ điều hành 32 bit ha. Nó hỗ trợ là mặc định thì 64 bit rồi, thì nó hỗ trợ hai cả hai. Còn gen 2 thì nó sẽ hỗ trợ chỉ hỗ trợ 64 bit thôi. Đồng thời là nó hỗ trợ luôn BIOS dạng UEFI. Thì nói chung là nó sẽ có nhiều cái tính năng cao hơn. Cái này là dành cho những cái nhu cầu nó lớn. Ở đây mình nhu cầu cơ bản bình thường thì mình sử dụng gen 1 là đủ rồi. Rồi chúng ta chọn net. Rồi chúng ta khai báo RAM đây ha. Rồi mặc định mình cho nó là 2GB. Rồi chọn net. Đây đến phần là cấu hình cặt mạng cho máy ảo nè. Thì đó, chúng ta đã tạo mạng ảo rồi. Rồi chúng ta chọn cặt LAN. Rồi net. Đây là cái virtual hard disk, là đĩa cứng ảo đó. Vậy chúng ta mặc định là nó 127GB. Thì chúng ta cảm thấy nhu cầu như thế nào thì chúng ta tạo ha. Rồi đây mình mặc định đi. Chọn net. Rồi Intel thì chúng ta cài từ FireISO ha. Rồi DVD bây giờ cũng ít rồi, không còn. Mình chọn, mình đã tạo sẵn file ISO rồi, Windows Server 2016. Mấy file ISO này mình để trong vietlao.vn á, nào mọi người cần thì vào đó download ha. Này là tất cả đều là bản gốc từ Microsoft ha, không có chỉnh sửa gì hết nha mọi người. Rồi net. Rồi finish. Rồi bây giờ chúng ta vô có thể chỉnh thêm một số thông số ha. Chúng ta chọn setting. Đây chúng ta có thể thêm cạc mạng nè, fiber channel này dùng cho SAN. Rồi chúng ta BIOS. Đây chúng ta đang sử dụng máy ảo gen 1 là sử dụng dạng BIOS. Gen 2 thì nó sẽ là UEFI ha. Rồi RAM. Ở đây RAM chúng ta để mặc định là 2048 luôn. Ở đây nó có một chế độ rất là hay, nó là Dynamic RAM. Thì nếu chúng ta enable cái này đó, thì khi mà chúng ta không sử dụng gì đó, thì nó sẽ
sử dụng RAM tối thiểu thôi. Khi chúng ta cần chạy ứng dụng lớn thì nó sẽ động tự động, nó sẽ load RAM lên, lấy RAM nhiều hơn. Còn mình chọn ở này là coi như là fix rồi, cố định là 2GB ha. Rồi, processor. Thì đây chúng ta có thể chọn số lượng processor ha. Đây CPU mình 4 nhân thì mình chọn 4. Rồi, đây là ổ cứng. Chúng ta có thể thêm một ổ cứng nữa, tối đa 4 ổ. Tại vì sử dụng chuẩn IDE ha. Này cạc len cho chúng ta. Đây là file đường dẫn của file ISO. Chúng ta để ý nè, IDE mà 1. Ở đây là chúng ta sử dụng giao tiếp IDE ha mọi người. Rồi. Tối đa chúng ta sử dụng được 4 ổ. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cài đặt ha. Ok. Rồi chúng ta phải chuột. Chọn connect. Rồi chúng ta sẽ tạt máy ảo lên. Cái bên phía này là control net delete. Rồi chúng ta bấm start. Rồi lúc này thì chúng ta tiến hành cài Windows như máy vật lý bình thường. Rồi chúng ta nét. Rồi ở đây chúng ta sẽ tiến hành cài thêm một cái máy ảo chạy Windows 10 ha. Nhu cầu chúng ta làm lab đồ. Rồi phải chuột chọn New Virtual Machine. Tương tự sẵn mình xin cũng xin lưu ý mọi người ha, Hyper-V này thì nó cũng được tích hợp sẵn trong Windows 10, nhưng mà phải Windows 10 bản Pro mới có nha, còn bản Home là không có. Rồi ok, chúng ta chọn net luôn. 2048 2GB. Rồi chọn kết nối với các LAN net. Rồi mình để default luôn ha mọi người. Đây mình chọn Windows 10. Rồi, finish. Rồi, ở đây mình cũng set cho nó là CPU 4 nhân cho nó nhanh. Rồi, mình sẽ tạt nó lên.
Rồi, chúng ta cũng cài Windows 10 như bình thường thôi. Rồi, chúng ta quay lại Windows Server ha. Rồi, tiếp tục chúng ta cài tiếp tục cho nó. Rồi, chúng ta chọn Data Center ha. Rồi, vậy là kết thúc bài đầu tiên ha, trong cái loạt bài về Hyper-V. Mình đã hướng dẫn mọi người cách cài Hyper-V, cài Hyper-V cũng như là cài máy ảo cho nó. Rồi, trong loạt bài tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn mọi người tiếp tục về Hyper-V ha. Thì qua cái bài này thì mọi người có thể sử dụng Hyper-V để chúng ta làm lab được rồi. Tại vì chúng ta phải xài VMware hoặc là VirtualBox thì chúng ta có thể sử dụng Hyper-V. Theo đánh cảm quan của mình thì Hyper-V sử dụng nó nhanh hơn cùng với một cấu hình máy ha, chạy có lẽ là mượt hơn. Rồi, xin chào mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người trong video clip tiếp theo. Mọi người nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình ha. Cũng như nhớ bấm chuông để theo dõi những video clip mới nhất của mình. Rồi, chào tạm biệt.